bạn đến với kênh Nhân Quả Luân Hồi. Thế nào là đôn phẩm? Thế nào là lập đức? Các em bạn nhỏ, các em muốn làm tròn trách nhiệm cứu thế, cứu nhân, cứu đời, cứu người chăng? Đầu tiên các em phải đôn phẩm lập đức. Thế nào là đôn phẩm? Đôn tức là đôn hậu, phẩm là phẩm cách, có nghĩa là các em phải học làm sao cho kiến thức được phong phú, phẩm cách được cao thượng. Đừng hút thuốc, đừng uống rượu, đừng hút xì ke, cũng đừng bài bạc rượu chè, cũng đừng làm những hành vi bất lương không tốt. Chẳng nên học những kẻ không có trí thức trong quá khứ. Đối với quốc gia thì họ không làm tròn trách nhiệm, đối với xã hội thì họ không làm tròn nghĩa vụ, luôn luôn tùy tiện, chẳng chịu giữ quy củ cho chính mình, trở thành kẻ chỉ làm tổn hại đến người khác. Họ là thứ mình gọi là Atula trong nhân gian, chỉ biết đấu tranh mà không biết hòa bình. Những người ác như vậy chỉ thành những kẻ ăn hại cho quốc gia. Các em giờ đây giống như những cây non đang từ từ nảy nở, do đó lúc nào cũng phải chú ý chặt vớt đi những cành nhánh vô dụng để cây có thể mọc thẳng lên trên cao, tương lai thành một cây to lớn vĩ đại, có thể dùng làm vật liệu xây dựng được. Rằng 10 năm trồng cây, 100 năm trồng người. Các em hiện tại đang ở trong thời gian phải học tập, do đó đừng nên tiêm nhiễm những thói hư tật xấu. Hãy nhớ lấy, các em phải trường dưỡng cho mình phẩm cách cao thượng, giữ gìn tiết tháo, liêm khiết trong sạch. Nếu được như vậy thì tương lai các em sẽ trở thành lãnh tụ của thế giới. Thế nào là lập đức? Lập có nghĩa là kiến lập, thành lập. Đức là đức hạnh, nghĩa là kiến lập đức hạnh cho chính mình, tức là hiếu thảo với cha mẹ. Bởi vì bách thiện hiếu vi tiên, trong 100 điều thiện hiếu đứng đầu. Không hiếu thảo với cha mẹ thì dù hàng ngày các em có lạy Phật cũng không có ích lợi gì. Đối với điểm này thì các em bạn nhỏ cần phải hết sức chú ý. Đức hạnh của các em mỗi ngày mỗi lớn lên, mỗi nhiều thêm thì nền tảng làm người mỗi ngày mỗi thêm kiên cố. Khi cần nói thì các em nên nói lời chính đáng, đúng với chân lý. Đừng nên nói những lời không hợp lý, không đàng hoàng. Nói tóm lại, các em hãy nỗ lực học tập để tương lai trở thành người hữu dụng cho xã hội. Chẳng nên làm kẻ hư xấu của thế giới. Đó là điều mà tôi kỳ vọng nơi các em. Ha ha ha,